Chào quý vị anh chị của chú nhá. Hôm nay em thì có tiện cái lô hàng thiết bị vệ sinh tắm này. Vệ sinh em quay cho quý vị anh chị của chú cùng xem. Thì em cũng vẫn order hàng đều. Các đồ thực phẩm chức năng rồi thuốc rồi mỹ phẩm rồi các đồ gia dụng đồ điện tử bên này em có order hết. Thì hiện nay em có mấy hàng thì em quay video cho anh chị của chú xem luôn. Nhà này em ở công ty công việc hơi bận một chút nên em cũng lười quay video. Tuy nhiên thì những khách trong nhóm Zalo hoặc nhóm Facebook của em ấy, thì quý vị anh chị của chúng cũng biết rồi nên là cứ đặt hàng là em cứ gửi về thôi. Ví dụ cái set vòi sen tắm một Toto này, hàng còn đẹp và sử dụng tháo từ nhà ở Nhật, người ta sửa nhà người ta thay đồ ấy. Thì giá của nó thì hơn triệu về Việt Nam, nguyên bộ set như này thôi. Đấy. Nhà có trẻ con nó hơi ồn chút, quý vị hết sức thông cảm cho em. Đứa trẻ con chơi suốt ngày. Thì Toto này, logo Toto này, quý vị có thể thấy. Này thì đời nó cũ hơn sao không có thấy logo. Inat thì đó, nói chung ly xin Inat thì đó. Còn bên này là set hai cái set vòi sen tắm của hàng Sunny. Sunny thì cũng là một hãng thương hiệu của Nhật. Đây, Sunny này. Một bộ gồm như hình luôn, có đầy đủ thiết bị phụ kiện về chỉ việc lắp vào là dùng thôi. Đấy. Trong mỗi bên hộp nha quý vị nhá, 100% nhá, 100%. Đấy, giá này thì bộ này thì em cầm tiện em cầm về thì em đỡ cái tiền phí thì giá là tầm 2,5 triệu. Còn mà gửi vận chuyển thì nó phải tầm 3 triệu gì đó. Vì vận chuyển thì tính phí căn vận chuyển ấy, đắt hơn. Đấy, em có người về cầm về thì em gửi nó sẽ đắt ra, nó rẻ hơn một chút so với gửi vận chuyển thì cũng có thể có giá rẻ hơn. Nên quý vị đang cần thì cứ inbox cho em. Đây có hai anh khách đặt hai bộ như thế này. Tiện với một anh cũng có đặt một cái bệt vệ sinh mới 100%. Hàng mới luôn nhé, nguyên hộp nguyên shop nguyên giấy hướng dẫn dụng. Chứ không phải hàng cũ các vị nhé. Cái này thì hàng Toshiba. Đây vị thấy logo đó, sách hướng dẫn dụng Toshiba. Hàng là hàng mới nguyên hộp luôn. Đây, nguyên hộp chứ không phải là hàng cũ. Thì giá này thì về Việt Nam hơn 4 triệu một tí. Hàng mới 100%. Điện 100V. Đầy đủ thiết bị phụ kiện về chỉ việc lắp vào và dùng thôi. Chứ cái này thì công suất nó cũng thấp lắm, cũng mấy chục watt đấy, nên là cái đội nguồn công suất nhỏ là ok rồi, không cần phải chơi mấy cái loại ly oa to như là nó cắm điện hơn 1.000 W. Cái này thì chưa tới 100 W thôi, nên rất là tiện lợi. Đấy, thì quý vị anh chị cô chú có nhu cầu mua cái các thiết bị nhà tắm vệ sinh hoặc là các đồ điện tử ở nhà thì có thể là liên hệ với em, hoặc là có muốn có nhiều thông tin về hàng hóa hơn thì vào trong nhóm Zalo Facebook. Em có để link ở dưới cái video này, quý vị vào tham gia nhóm Zalo Facebook và tham khảo các món hàng của bên em nhé. Em không có thời gian quay video nhưng trong nhóm thì em vẫn đăng đều, hai vợ chồng có đăng đều trong nhóm. Thì mời quý vị vào nhóm để tham khảo. Em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.